En couture. Merci, Monsieur le Président, et bon après-midi. Bonjour, Monsieur Yu Pal. Je vous remercie d'être venu aujourd'hui pour cet exercice très difficile de partager vos souffrances avec nous lors de cette audience. J'aurais quelques questions à vous poser sur ce dont vous avez été témoin, notamment le 17 avril 1975 et par la suite. Dans votre procès-verbal interrogatoire devant les juges d'instruction, D-296-2, à la réponse 2, vous avez mentionné avoir vu le brigadier général Chum Chun, le 17 avril 1975. Pourriez-vous nous expliquer qui était cette personne et ce qui lui est arrivé ce jour-là? Mà đo gần lấy xa thăm mây, nhóm chụp tuần tí nó. Nó lấy nóng phù, miền con rọt cỏ. Nên tự hiện không ai có hôm cho đó nó tí nó. Còn tay nhóm khơi nhóm chô mớ, khơi làn mô tô xả ra nó bỏ lũ. Ở đom giờ này, cài mùi chôm chua nắng. Bạn bao tam phá lâu nắng mọc, bị thấp bông màu xẩm đau. Lấy khô xa nà bộ đầm miền nắng, khô xa nà ca bộ đầm miền nắng. Nhóm khơi nhóm tốt bố nhóm chô nó cũng kịa khăn nó lắng khơi gọt mớ. Anh em có tháo cái này dây cục khăn nó tí nó miền chỉ chuôn miền nước chả đá đấy mà khăn nó lúc đoàn sản ấy chùm chuôn màu ấy anh em khơi cho bà hát có bọt chỗ tộc lại khô xa nà bò ở miền mục xã kèm đi chạy đây đâu Merci. Pourriez-vous nous dire par quels moyens les Khmers Rouges ont donné l'ordre à la population d'évacuer la ville le 17 avril 1975? Comment ont-ils procédé pour prévenir la population qu'elle devait partir? Nạc nhóm vọt chân đầm đáy nâng. Nhóm hộp bài rụi hơi mong pi cả lạ. Nếu nữ thể hiện khám ai có hòm bàn thả chô tục nông nâng miền vốt cực đầy. Nghĩa chả ra đấy. Bạn bánh rẻ thổ lơ. Chân khá tấu bạn bạp thả oi chênh. Thế bay tháng ngày. Chênh bay tháng ngày. Nâng từ lọ màu bây nhé, bây giờ ấy chả ra nè. Chuyện cực này phải ở rõm có riêng cho mấy bàn chanh tâu. Nâng prap nâng. Merci. Je voudrais en venir à une autre étape de votre parcours, après l'évacuation, vous avez dit que vous êtes retrouvé à Angkor Chai pour un certain temps. Lorsque vous étiez sur place, qu'avez-vous constaté quant au sort qui était réservé aux personnes riches ou bourgeoises que vous avez vues? Nhóm bạn thua đầm na vì ao nắng bạn là o tổ đo và prum toal khai tạ cao nâng có post prum toal chọp khnề nhóm bạn chuốc mà bốc mà đai nhóm nâu
ខ្ញុំទៅមន់ជាប់រំមន្ទល់ខេត្តតាកែវហ្នឹងជាមន្ទីរឃុំឃាំងអក្រិតកម្មមួយពួកម្ដាយខ្ញុំរស់នៅទីនោះខ្ញុំបានឃើញវិជាជនថ្មីជាច្រើនមានមនុស្សច្រើនខ្លះពោកូនខ្លះបីកូនខ្លះដឹកដៃកូនចូលទៅក្នុងមន្ទីរតាមន់នោះឃើញជាក់ស្ដែងនឹងភ្នែកខ្ញុំ Et comment avez-vous su qu'il s'agissait de gens du peuple nouveau? À quel signe les avez-vous reconnus? ហើយមានអ្នកខ្លះដោះក្បាលពោះហើយសម្លៀកបំពាក់ខោគ្នាព្រោះនៅតំបន់ខ្មែរក្រហមគេស្លៀកតែខ្មៅពាក់ខ្មៅទេហើយអ្នកដែលចូលទៅទីហ្នឹងមានអ្នកខ្លះខ្ញុំទៅលើកទៅនប់នោះហ្នឹងគេថាសពុះថ្មីមកពីពេញចូលទៅទីហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏នៅស្ងៀមខ្ញុំអត់មាននិយាយអីចាំ Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez dû mentir sur votre passé professionnel. Si je ne me trompe pas, c'était lors des contrôles et lors de la biographie que vous avez dû rédiger ou communiquer au Khmer Rouge à Pau. Est-ce que plus tard, durant le régime, vous avez été soupçonné ou suspecté d'avoir fait partie soit de l'armée de l'ONOL ou de la police de l'ONOL? Ba som chamriep chun lok dae klai ni lo na dae chivit khnyom ruoh dae sop thngai khnyom ban leak wat ruok nou kapong cha ma dong hai hai mo kroy mo tiet mien bong srei ma neak Cót ở nất khi nay Cót tha ôn ơi ôn bong đài khởi ôn tờ riêng đê Ôn cầm trong bàn xạ môi xạ pí Kế vô tao cầm tích hai Bong đăng tờ ôn riêng đê Đã khởi ôn thôi ấy đê Chẳng ôn tao chá lai thờ riêng bị đuông chất Bờ mình chá lai Bị đuông chất đê chá lai tam kê nhu nhung bị kháng kráo Ôn nâng xạ lạp hai Và chẳng nhóm chá lai bị đuông chất nhóm Nhóm có họ tha sắc là hô tao Và Donc vous avez survécu à ces soupçons. Qu'arrivait-il aux anciens policiers, aux militaires qui étaient découverts, même longtemps après l'évacuation de Phnom Penh, par exemple, en 1977? Quel était leur sort? Nhóm lúc nó ăn hết nhóm nhỏ ăn bàn từ xế bên đại mà lúc xu hỏi khi nhóm chọn liệt tật đang ở ốc mòn buộc khi nhóm một đôi chân nam chất sâm bẩm bơ lắng nấu con giờ lát nắng bàn kê thơ của vót từ rút sờ xê mà khai mà đo mà khai mà đo chân tâu đó cái xê hỏi bà nẹ nát đã thể hiện cục bay đón cứ nẹ nắng chọp chung hơi phần khi nhóm Marika phải chun cái mấy con rồi bò con trở lại nó nhóm tha nhóm sa sa và nhóm xong chuẩn bị chun tha nó con khi nhóm mối miền khi nhóm mà rồi nè trâu phụ phụ mày có hòm nắng vô cao sấp của muôn nè
mok samlap chaol nou bondol okratakam wat jeung chap tang os wat jeung chap nung keu nou khom niam srok teang khat takau samlap chaol os leing 99 neak nou sol la khnyom ban muoy de da ko hok ta sah nung ban ruoh rian mien chivit mo dol sop thngai hai ban mo pdang tiet ba khnyom sok sdai mit phak khnyom a mất phép ăn nó cái chưa tam cái và khi ông hiền phép lại miền cùi thân nặng sao là khi ông nữa đây thiên merci dans la Sommes réponse à la réponse 6 de votre procès-verbal interrogatoire D296-2 vous avez cité une expression qui était utilisée par les Khmer Rouges, c'était garder n'est pas un bénéfice, jeter n'est pas une perte. Est-ce que vous pourriez expliquer cette expression utilisée à l'époque et nous dire à qui cette expression était appliquée. Bạn khi ông sống ở côn lộ lại như bạn khi ông bạn trả lời mà đón tiết ở côn trả lời mà đón tục mình chậm nấy đó chân mình khát cứ ở bục khi ông nâng mỏng coi cọt chư hai ông trường hai ông này tớ cọt chư khăn hay chẳng kê bôm tức thôi thì bôm tưng xùm lạp cho tấu tục mình chùm lấy đó chênh vòng khá đây mà xùm dọa bằng năng trăng mong bài dọa chán xùm ọc cùng Merci. Généralement, durant la période du Khmer Rouge, monsieur le témoin, est-ce que vous avez jamais été traité avec respect, avec dignité ou avec humanité? Kê mình đa nhiều nhóm đã cái nhóm đấy cục và thiên cả đói cái mưa một cái nhóm sợ sừng đập mót tiếp bồ tha cái nhóm đang chịu mình nuốt mau bị phân ôm bánh đang thơ say pan ná ngày tàu miệt nhóm thông hoa người tham đang sạm má này cho người nấu tam đa mơ một cái nhóm hạ đôi chìa sừng si sai cái nhóm còn tay cái nhóm chờ là khom thơ ca nghe đòi sự phê bình xa của rục kê những tàu tự bàn ruộng mà xóm ngay Je n'ai plus que quelques questions à vous poser. Il y a un point sur lequel je voulais revenir parce que ça n'a pas été très clair tout à l'heure. Vous avez mentionné deux fois avoir perdu votre fiancé. Pourquoi n'avez-vous pas pu vous marier avec votre fiancé sous les Khmer Rouges? Je suis le Khmer Rouge. Nâu tà bê riêp ca thế. Tà đó lúc mê con cái xua tha cú đặng đăng là ai nâng miền bong ôn ấy nâu sạch nhiên miền ong ca cầm tích được tế. Nhưng mà dây bạp cái tha miền cầm tích miền bong bong mới cầm tích. Ủa đối chân ấy và thiên con nó kể phép tha bà miền bong bong របស់ ខាង ស្រី នឹង ត្រូវ អង្ការ កំតិច គេ មិន ឲ្យ រៀប ការ ទេ ទុក នៅ ឯង ស្រឡាញ់ គ្នា យ៉ាង ម៉េច ក៏ ដោយ ត្រូវ តែ ធ្វើ ជា កូន អង្ការ ឲ្យ អង្ការ រៀប ឲ្យ បើ មិន ធ្វើ តាម ទេ នឹង សម្លាប់ ចោល ទៀត គេ និយាយ ត្រង់ ត្រង់ តែ ម្ដង ហើយ បើ រៀប ការ ហើយ មិន ពេញ ចិត្ត គ្នា kể thua đôi đồng bọn xàm bay, đồng bọn xàm bay nâng khai cầm phong sư cái tha nè ri là ó
riep ka chmuoy nung baroh akrok baroh saat riep muoy neri akrok chang neak cheh riep muoy neak mon cheh chang chang ma na khnyom chong ru ko thien kong ke suot tha ba mon tam te samlap chao khnyom ko tam ke thôi. Merci pour votre réponse. Ma toute dernière question est de savoir si en tant qu'évacué de Phnom Penh et en tant que fils de Lanka, comme on vous l'avait dit, est-ce que vous deviez une soumission totale au chef Khmer Rouge sous lequel vous avez dû travailler durant le régime? Bạn nhầm sông dùm đếp chun lốc thà xa mai khám ai có hôm nốt bà kê bình chia thà ao dân chích bà lại cái này nâng thà tàu bà mùi kíp mùi thân ai nâng cứ trò ai hai bà mùi kíp bà mình hai bà mùi mát kíp nâng tế hạt bài ấy miền bài hôp ấy. Bởi miên nâu to ba tiết, vô ta co sang, bởi co sang hai mần mò bởi bật thuê ban lo tiết. Nâng tao dùm lạp chào, chương đôi chân hết tao đã gửi rút kê, bởi mình gửi rút kê đấy xa lạp ai. Ông đang tại về nhà, bởi vì lì đôi chìa xong là mồm hời, dùm rạp tại phía nhà nó, ổ đọc rạm được tì hời. Merci, Monsieur le Président. J'en avais terminé et je vous remercie pour le temps qui nous a été accordé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur la partie civile, excusez-moi. Thank you, Mr. President. The civil party have a few questions to put to you. Before the break, you were speaking about what was happening to Luang Nho military, if I remember correctly, above a certain rank. Did I understand that well? If I remember correctly, you were at one point reading from your statement, and I think that was in reply to a question about the screening of Luang Nho soldiers on or around 17 April. In your answer to question A2 about the screening of officials of the Luang Nho regime from the ranks of second lieutenant, first lieutenant, captain, major, and colonel. Do you remember that? Nhóm xùm chùm riêng lục tha. Nhóm thơ đầm ná mà đo sọc áo. Trâu nẹ khô sà nà.
robot buộc mai cả hòm nó sọc áo nó và cà thà nẹt na để thưa chia để hiên sạ môi sạ pi lang tớ nẹt nắng on cao thưa cao bình chẳng có bà ca nô tí nâng có nẹ thua đầm ná tọa đo sọc trường prey vọt trường prey nô tí nô kì miên đạp bàn đá anh kế thua bộ vọt tờ rụng đong môi mà đong môi hay chạy bàn nòi nô tí nô đà nẹ nà chá lao ai thác nhóm thua tờ hiên thua bà lý thua bây âm rư tỏa thua anh sở máy lôn nôl bộ kê nâng kê khót tốc oi nô tí nô mòm nà chùm nuôn bàn chá lao hãy bàn kê bình chún mò vọt bài phá áo nâng mà nâng bật mên nhằm khơi bất mền. Hay luôn khi nhóm còn ông nông chìm môi chìm nông để ăn nắng đài. Would you be able to tell us how exactly you were able to witness all this? Were you actually able to see the former Lon Nol soldiers were writing the biography and were giving those biographies to the local Kamloops colonists. Cái hơi cái đá ao gì xe vật rụng nẹt môi nẹt na xe nẹt na để cái miếng vật rụng bị chôn mau bị vật chương prey nưng cứ thầu xe lại nưng mong xe cho ba nó tin nưng mong ấy xe cho ba cả na khơi hơi sạ môi sạ pi hơi nưng cái thôi tầm đá tam đôi khi mình lấy dễ bị môn nhung But would you be able to describe to us how you were able to see that? How were you able to know what those people had written and how were you able to understand what the decision was in respect of these people? Can you just describe for us how you could see all that and hear all that and understand all that? How were you able to see that and hear all that and understand all that? Nhóm xong chùm rượp chùn lột tha. Pèl nâng khi nhóm nâu chỉ môi sạ pi sạ bay nâng cái chai cái đá mó sạ xế. Khi nhóm có sạ xế kia có sạ xế. Khi nhóm có mơ khơi này. Bố nhóm chè xò đó. Nhóm mơ khơi cái sạ xế ơi. Là cái sạ xế thà anh chấn. Bố không ai có hóm cái bộ mô. Cái đá nâng sạ xế nâng vô tớ chùm rù. Nẹ na thơ bù lý. Nẹ na thơ. Tế hiên là nâng tam nằm ná kê thơ nâng tí nâng. Chùn không ai có hóm nâu nâng. Bởi nhóm khơi to lắm không? But how were you able to see what other people had written? Did they give this piece of paper first to you before they handed it over to Kamloops? Bạn về nâng cứ nhầm cho mình chạy chung lúc thà chanh khô xa thà ôi thua ấy thua nâng vĩnh để chẳng bong bong đây anh chơi mò tì nâng xạ mùi nhưng phải hạp khi nhóm bóng có thà khi nhóm xạ mùi thì miên tiết thà phải hạp là xạ pì là hôn miên mùi thung đôi khi nhóm nâng xạ bày hay miên bộ bọn nâu dù mùi nâng tiết anh nhầm lực hơi miên mùi nâu tiết xạ buôn tiết nâu tì nâng và chứ ba nhân mó hay cót lăng bệnh chia bình chia oi đầm rong chua nè tề hiên tề hiên một má đầm rong chua anh em scroll mấy em scroll cho ba khơi cho ba mà nhầm gì mà mình khơi cho ba nhau ăn gì rồi xong chùm đẹp chun lông chăng. Well, I'm afraid not to miss the civil party. My question is how you came into the position that you were able to read whatever this captain or major had written on this piece of paper. Why were you privy to that information? Mean for the mean high low band mu kern get a say in young time long time a number but don't kern get a say like tall time quad sat moist at p look at sat bay. Tao low term let band your mu kern like tall cat a say about volcano.
khiom doi som chomreap lok doi dal dal pai suok khiom pu khiom mơ khơi kot ta se no nang ko da kot sak muoy sak pi chang hai khiom tha mai tiet dong ba som chomreap chun pa nang khiom nang yei mai tiet I don't have much time anymore, but my question would still be, how did you see what was written on those pieces of paper? Did those people give it to you? Did you get it from the Khmer-Rouge? How were you able to read exactly, for instance, what this captain or major had written on this piece of paper? Sạc 4 rồi cả sạc 7 chẳng hạn, ta lúc mơ khơi toàn cả đá nâng, bạn nên cái hoạch ai lúc mơ khơi nở so để cái tờ xe đôi đồ lúc riêng rộm nâng rồi cái chẳng mình. Mình đang gặp đi, không ai toàn khai tốt, xong chơi, lúc trầy mê vì đâm nàng đang gặp ở bên ý. Thank you, Mr. President. I would like to object against this question because it is repetitive. I think the civil party has made sufficiently clear that he has seen what was written. So I do not understand where this question is going to, and I object. Nhưng mà đăng cô bổng nó để That is exactly the point. He doesn't answer my question as how he was privy to whatever was written on those pieces of paper by this major ex or his captain. តែម្ដងឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់សួរឲ្យគាត់ឆ្លើយដូច្នេះទើបខ្ញុំសួរបញ្ជាក់តាមប្រភពនៃការដឹងឮរបស់គាត់នេះទើបខ្ញុំសួរសំណួរឲ្យគាត់បញ្ជាក់ចំណុចហ្នឹងបាទត្រូវខ្ញុំតោះមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេដើមនៅរ៉ាប់នេះតែឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលសួរនេះប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាសំណួរនេះសួរចង់បញ្ជាក់ថា ទាំងអស់គាត់ដឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ឬក៏ដឹងមួយចំនួនណានោះពោះមកចំណុចនេះគាត់បានឆ្លើយរួចហើយគាត់ថាគាត់បានដឹងមនុស្សមួយចំនួនដែលនៅក្បែរគាត់នឹងហើយសរសេរធម្មតាការសរសេរភាកច្រើនគឺវាសរសេរនៅជុំគ្នាអញ្ចឹងវាអាចសួរគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីដឹងថាតើចំណុចនេះយើងសរសេរថាម៉េចចំណុចនោះសរសេរថាម៉េចមិនមែនដាក់ឯកសារមកសុទ្ធតែអ្នកចេះទាំងអស់ហើយយល់បានទាំងអស់ទីអញ្ចឹងគាត់មិនគាត់បានឆ្លើយមួយមួយចំនួនតូចគ
miền xã tối tại côn thể hiện pol tô nâng ai tàu nấu ruột phun không bàn chân tàu mà khi nhóm cầu rủi luôn nhiều mùi kê đó cái thác nhóm pol tô mà nâng xâm chọp tại bản năng Mr. President, I obviously have many questions to ask him, but of course also mindful of the 7 minutes that we have been awarded. I would like to continue, because if this is evidence, then we need to have the possibility to cross-examine. So I'm seeking your guidance as what you do in respect of this civil part. Moi, j'avais quelques questions. Nous avons effectivement calculé que nous avons 7 minutes par témoin, par partie civile. Donc, c'est vrai que ça fait très peu pour pouvoir poser des questions lorsque la partie civile évoque. Nous pouvons pas l'avenir d'un grand avenir quoi ni puis en fait la demande de mon confrère s'il souhaite continuer toutefois j'ai bien sûr moi aussi quelques questions à poser au témoin dans un cadre temporel qui me semble correspondre à ce qui a été accordé a priori dans le cadre de la période de l'entretien avec Mr. Witness, Mr. Civil Party, how many? Mr. Civil Party, how many people were there in total when this process of information gathering was going on? បើ រឿងហ្នឹង នៅ ថ្មី ថ្មី ខ្ញុំ អាច រាប់ រៀប រាប់ ប្រាប់ លោក បាន ឥឡូវ 30 ឆ្នាំ ប្លាយ ខ្ញុំ ភ្លេច អស់ ហើយ ត្រូវ អារម្មណ៍ ខ្ញុំ វា ចាស់ ហើយ ខ្ញុំ មិន អាច ចង ចាំ បាន ផង បើ ខ្ញុំ ចង ចាំ បាន ប៉ុណ្ណឹង ខ្ញុំ និយាយ នឹង ជម្រាប ជូន លោក បាន ប៉ុណ្ណឹង នេះ ខ្ញុំ អាច ប្រាប់ បាន ទេ អត់ ដឹង ប៉ុន្មាន Do you remember anything what The Khmer Rouge cadres were saying when these people were asked to give their biographies? Do you remember if you were giving those other people who were majors or captains or had other ranks warnings about not to fill in what they really are? What they really were? ថាលោកមានប្រាប់គេថាប្រយ័ត្នថានៅពេលដែលទៅសេព័ត៌មានទៅលោកនឹងមានហេតុការណ៍កើតឡើងចំពោះខ្លួនតើលោកមានជួយប្រាប់គេទេ Did you see this captain or this lieutenant be driven away on the back of a motorbike, and if yes, where to? ឬក៏សាក់បីហ្នឹងថាបានជិះម៉ូតូទៅឃើញគេជិះម៉ូតូឡើងជិះម៉ូតូទៅជាមួយគ្នាឬក៏ជិះដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទៅបាទសូមជម្រាបជូនលោកថាពេលគេសម្រេចគាត់ថាគាត់និយាយប្រាប់គេដោយត្រង់អញ្ចឹងហើយគេបញ្ជិះអ្នកបើកម្នាក់គាត់ម្នាក់ម៉ូតូមួយឌុបម្នាក់ Chẳng tông một tô pram mà đong pram chênh tớ, dọc tỏ tới ớt mà đăng mình muôn mán nhỏ đăng này.
But were you actually present when a decision was made that somebody should step on the back of a bike and be driven away? ខ្ញុំជំរាបជូនលោកដូចដដែលហើយថាខ្ញុំជាជន់ជាប់ទោសរបស់ខ្មែរក្រហមនៅទីនោះដែរខ្ញុំមិនឃើញមិនខ្ញុំរាយការណ៍ជូនលោកថាគេដុតម្ដងមួយហើយលោកនោះមិនទៅសួរដែរដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចេះទេ Mr. Civil Party, would it be possible that you may have heard of a story like this, but that you haven't actually witnessed it? I will repeat the question. Mr. Civil Party, would it be possible that this story or the events of selecting Lonol soldiers is something that you have heard and not actually witnessed yourself, not actually saw it with your own eyes? Would that be possible? Or is that something that you have heard and not actually saw it with your own eyes? ខ្ញុំឃើញនឹងភ្នែកខ្ញុំតែម្ដងបាទហើយឃើញភ្នែកយាយខ្វើញអ្វីៗទាំងអស់នៅទីនោះមិនដឹងខ្ញុំនិយាយថាម៉េចទៀតបើខ្ញុំឃើញភ្នែកទៅហើយបាទលោកធានមិនទៅវិញបាទអរគុណណាស់ហើយលោកមិនទៅវិការពីក្តីនុនជាអស់ពេលវេលាហើយបាទហើយជាបន្តអង្គដល់វិទ្យាជនទៅក្រុមមិនទៅវិការពីក្តីលោកខឿនសំផនសូមជួយ Merci, Monsieur le Président. Monsieur Yosfal, quelques questions concernant ce que vous avez dit à propos de ce que vous avez vécu le 17 avril. Je voudrais vous rappeler un passage de votre déposition écrite que vous avez d'ailleurs confirmée à la barre tout à l'heure. Il s'agit de votre réponse à la question numéro 2. Et vous dites la chose suivante, je cite, « Le jour du 17 avril, je me suis trouvé dans la salle du théâtre de Chaktomuk. Il était à peu près 8h30 du matin. Un de mes chefs à la police m'a ordonné de me mettre en rang. À ce moment-là, des tirs se sont produits. Et sont arrivés jusqu'à l'intérieur du théâtre en question. Mon commandant a pris une moto et s'est enfui. Par la suite, nous, on a suivi par derrière. J'ai quitté la caserne, puis je suis tombé sur un Khmer rouge qui m'a dit que je ferais mieux d'abandonner mes chaussures de militaire et de me défaire de mon casque de militaire. J'ai marché ainsi pieds nus jusqu'à Petché. Fin de la citation. Et tout à l'heure, de manière moins complète, vous avez effectivement dit à peu près la même chose en parlant de ce
premier, enfin de ce Khmer rouge que vous croisez le 17 avril à Phnom Penh et qui vous dit que vous feriez mieux d'abandonner vos chaussures de militaire et de vous défaire de votre casque ou de votre béret, avez-vous dit tout à l'heure, en tout cas c'est ce qui vous a été traduit à l'audience. Alors ma question est la suivante, pourquoi vous a-t-il dit ça, ce Khmer rouge? C'était un conseil, c'était un ordre, quel type de... de quoi s'agissait-il? បាទសូមជម្រាបលោកប្រធានសូមជម្រាបលោកមេធាវីពេលហ្នឹងខ្ញុំនៅស្លៀកជាឯកសណ្ឋានប៉ូលីសពាក់ស្បែកជើងនិងពាក់មួកត្រឹមត្រូវមកដល់ហ្នឹងគេឲ្យខ្ញុំដោះស្បែកជើងយួរស្បែកជើងនិងដោះមួកយួរមួកគឺបញ្ជាក់ប្រៀបបរាជ័យរបស់ពួកប៉ូលីសសម័យលន់នល់ហ្នឹង បើការណាស្លៀកពាក់ជាឯកសណ្ឋានត្រឹមត្រូវគឺមិនបរាជ័យទេដល់ចោលយួរធ្វើម្បាក់វេទនាដោយដើរជើងទទេដោះមួកចេញហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ភាពបរាជ័យរបស់លន់នល់មានបញ្ហាខាងបកប្រែភាសាមន្ត្រីបករដ្ឋបាលតុលាការសម្រាប់ជាមួយនឹងផ្នែកបកប្រែភាសា
Alors, monsieur, vous aviez donné une réponse à ma question. Malheureusement, j'écoute en français, vous parlez en khmer et je n'ai pas entendu la totalité de votre explication. Je vous rappelle que ma question consistait à vous demander comment vous avez compris ce 17 avril 1975. Ce conseil, ou cet ordre, je ne sais pas, expliquez-nous, que vous a donné ce Khmer Rouge qui vous disait de retirer vos chaussures et de vous défaire de votre couvre-chef. ពួកខ្មែរក៏ហោមបានឲ្យខ្ញុំដោះស្បែកជើងនិងមួកចេញគឺបញ្ជាក់ប្រាប់ថាទីហានឬប៉ូលីសលន់ដល់ត្រូវចោះចាញ់ហើយបាទពួកដោះអញ្ចឹង Est-ce que en même temps, cela n'allait pas empêcher votre identification comme soldat de l'ONNOL? Trong mình chạy pháp tha từ hiên rưu bù lý lôn nó lưng chọc chanh hai. Je vous remercie. Ensuite, dans votre déposition, vous dites la chose suivante. Vous expliquez que vous avez continué votre marche après vous être défait de votre casque et de vos chaussures et que vous continuez votre chemin. Et là, vous dites, je suis allé jusqu'au pont de Shroy Changvar. Là, un jeune Khmer rouge avec une arme à la main m'a braqué et m'a posé la question pour savoir si j'avais ou non une arme sur moi. Je lui ai dit que je n'en possédais pas et c'est ainsi que ce soldat Khmer rouge m'a laissé repartir. Fin de la citation. Donc à ce moment-là, monsieur la partie civile, ce qui intéresse les gens qui vous contrôlent, c'est si vous présentez un danger, si vous êtes encore armé, c'est bien ça? Je suis allé à la maison. កំពុងតែអបអសាទរជ័យជំនះរបស់ពួកគេដល់ពីមេសាចិត្តប្រាំហ្នឹងហើយពេលខ្ញុំដើរមកកាន់មួកផងកាន់ស្បែកជើងផងគេសួរថាខ្ញុំមានកំភ្លើងទេហើយនៅមុខមនុស្សជាច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំថាគ្មានទេគេក៏ឲ្យរួចខ្លួនទៅទៀតដែរ Je vous remercie. Toujours dans votre réponse numéro 2 de votre audition du 12 décembre 2009, vous dites ensuite que vous avez été à nouveau arrêté, puis fouillé au corps, minutieusement. Vous dites... Je cite, ceux-là nous ont donné l'ordre à nous de nous mettre en rang, puis ils se sont mis à nous fouiller le corps minutieusement. Les Khmers rouges ont ordonné à la population de sortir et de partir de leur maison. J'ai marché et je me suis dirigé en direction de l'ouest. Fin de la citation. Donc, monsieur, à ce moment-là, pour ce qui concerne votre expérience à vous,
vous êtes arrêté une troisième fois par les Khmer Rouges et au cours donc de cette deuxième fouille, on ne s'intéresse qu'à la question de savoir si vous êtes porteur d'une arme. C'est bien cela ? Tout à l'heure, lorsque vous avez répondu aux questions de votre avocat, vous avez évoqué l'explication qui vous avait été donnée par les Khmer Rouges pour justifier que l'on vous demande de quitter la ville. Vous en aviez également parlé lors de votre déposition, mais vous aviez été assez succinct. C'est toujours dans la question réponse numéro 2 qui est assez longue, qui prend deux pages. Et à ce moment-là, vous aviez dit, les Khmer Rouges m'ont dit que je devais quitter les lieux pour une durée de 3 jours seulement. Et tout à l'heure, lorsque vous avez évoqué cette question, vous avez dit, les Khmer Rouges m'ont dit de quitter Phnom Penh car ils avaient besoin de réorganiser la ville. Est-ce que c'est bien l'explication qui vous a été donnée à ce moment-là ? មូលហេតុដែលគេប្រាប់លោកនៅពេលនោះមិនទេថាលោកចេញហ្នឹងគឺថាដើម្បីរៀបចំទីក្រុងឡើងវិញបាទសូមជម្រាបជូនលោកព្រោះអារម្មណ៍ខ្ញុំចាស់ហើយលោកមេធាវីខ្ញុំមិនសូវចង់ចាំព្រោះថាឲ្យ 3 ថ្ងៃមែនដើម្បីចេញទៅដើម្បីរៀបចំទីក្រុងហើយព្រោះខ្លាចយន្តហោះអាមេរិកកាំងទម្លាក់ក្របបែកខ្ញុំក៏មិនបានប្រាប់ដែរមិនមែនហ្នឹង Donc la mémoire vous revient, c'est très bien. Et dernière question, monsieur le témoin, vous avez toujours dans cette très longue question-réponse numéro 2 de votre déposition écrite du 12 décembre 2009, vous avez indiqué que lorsque vous vous trouviez plusieurs semaines après le 17 avril dans le village de Trapang Snor, excusez pour ma prononciation, situé dans la province de Kampong Cham, vous aviez reçu un conseil d'un homme appelé Long Sinyun. Et vous avez déclaré, je cite, Long Sinyun m'a conseillé de jeter le laissez-passer parce qu'il avait été écrit au stylo à billes rouges. Fin de la citation. Juste avant, vous aviez expliqué que c'est un laissez-passer qui vous avait été remis par les Khmer Rouges. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire qui était Long Sinyun ? Long Sinyun, je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. ហើយគាត់បានលាក់វត្តរូបទៀតគឺគាត់សាក់បួនគាត់លាក់វត្តរូបថាជាងមាសហើយគាត់បានបញ្យល់ប្រាប់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំបានសរសេរអស់ណាគាត់បញ្យល់ប្រាប់ថាអូនឯងគេសរសេរបានឈ្មោះឲ្យប្អូនឯងនេះសញ្ញាបិយក្រហមគឺគេចង់សម្លាប់ប្អូនឯងចោលអញ្ចឹងប្អូនឯងបោះបាននឹងចោលទៅយើងសរសេរនេះកម្មកលីកស៊ូដោយប្អូនប្រុសនេះទៀតទៅហ៊ានដែរទៅហ៊ាននៅកំពង់ស្ពឺវ៉ាងវិតបេអ៊ីសរសេរក៏ហក់ថា កម្មកលីកស៊ូអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សរសេរជាកម្មកលីកស៊ូអូនប្រុសទៅហ៊ានវាងវិតបេអ៊ីហ្នឹងក៏សរសេរជាកម្មកលីកស៊ូបងឡុងស៊ីនួនហ្នឹងសរសេរមកជាជាងមាសវិញបានចេញរួចពីភូមិតពាំងស្នោខេត្តកំពង់ចាមហ្នឹងដល់ស្រុកគ្រប់គ្នាបាទបើមិនក៏ហក់អញ្ចឹងទេអត់បានទេ
Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président. លោកប្រធានខ្ញុំអស់សំណួរហើយការស្ដាប់នៅសេចក្តីថ្លែងរៀបរាប់អំពីទុកសោកវេទនាស្ថានភាពចេតនាកម្មនិងសក្កិកម្មរបស់លោកក្នុងនាមជាដើមនឹងរដ្ឋប្រវេនីរហូតដល់ពេលនេះបានចប់ហើយវត្តមានរបស់លោកនៅអវតកនេះលែងមានភាពចាំបាច់ទៀតហើយសក្កិកម្មនិងសេចក្តីថ្លែងរៀបរាប់អំពីទុកសោកវេទនារបស់លោកនឹងរួចអាចរួមវិភាគទៀតក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងរឿងក្តីនេះលោកអាចមើលត្រឡប់ទៅវិញបានហើយសូមលោកមានទុកភាពល្អជួបតែសំណាងល្អនិងប